Bắt đầu là đang chơi đùa với anh Lucky. Còn anh Lucky thì phái chơi đùa với dàn kem. Còn anh thằng Ruby thì đang nghiên cứu địa hình đi vật. Đang đùa giỡn với thằng Đô La. Rồi bắt hợp bắt bắt chước vậy chạy tới. Rồi kim cương chạy qua. Cuối cùng thành một hội. Nhỏ hay nhỏ chơi nhỏ, lớn chơi lớn. À, vô tới nhà cũng cắn lộn. Ok. Đang rồi. Ê. Ê. Dài nhất ăn hiếp ha. Dài nhất chỗ bộ à. Chỗ bộ lình là khèn cái chạy ha. Ok, đâu phải giận vừa đâu. Đứt lại liền á, đừng giỡn. Không phải dạng dừa đâu nha. Quất mà liền đó. Nó vô, vô cái mang, vô. Bộ ủy bự mập rồi ngon hả? Cái thằng ngãi heo kia. Cũng mập. Con... Ngãi heo cũng phóng cao à. Ngãi heo và... Đô la dạng cũng bự con các bạn. Dạng như bự con, tay chân nó bự sồ xề nè. Nó còn bắt hợp á, thì ốm mà bây giờ có lực rồi, mập à, lên ký rồi nè, cân cân là 80 kg rồi. Đúng không? Nè, bơi móc rồi các bạn ơi, bây giờ nó bơi móc luôn rồi. Đi chơi. Khỏi bơi luôn, chằn cục đá khỏi bơi luôn. Quê như nó là được bơi. Hai thằng bằng nhau, bây giờ chuyển qua chế độ phá cha rồi nè. Kết hợp hôm nay phụ mình bơi 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 rễ cái cây các bạn. Xin chào các bạn trở lại kênh của mình, thì cảm ơn các bạn đã quan tâm ủng hộ mình. Thì xin tặng các bạn cái hoa hồng đẹp ở nhà mình có trồng rất nhiều bông, một cây mà nó ra vậy nè, cao lắm, cây này khoảng tầm hơn đầu mình mà, cái tay mình là 1m8 mà tới đây nè. Nè các bạn thấy không nè, cái đầu mình là 1 mét mấy nè, 1m70 mấy á, 75 á, tầm 2 mét mấy, 3 mét luôn á. Anh Rào, Rào làm gì đó anh Rào?
Giật lòng mèo luôn. Sập sập cái. Có cái điện thoại cha làm ăn đó con ơi. Để điện thoại đồ qua lại đó con ơi. Hồi cây cũng nhai được nó, mấy đứa này nó buồn đời à. Còn mẹ mặt buồn buồn tha cái chai nước. Còn đô la ngứa răng rồi các bạn, ngứa nú à. Nó nú thì nó nhai bất cứ cái gì đó, nó gịch nó phá mà. Cái này không phải là nó phá bạn, dạng như con nít đó, nó nhai gì, nó dạng như nó mài răng ngứa nú á, chứ không phải nó phá nha các bạn. Thì các bạn mua cái gì cho tụi nó nhai chơi là nó không có cắn dép đó, thì các bạn thông cảm, phải nuôi phải biết chút đỉnh để trang bị cho mình thôi. Xin chào và hẹn lại các bạn nha. À, thôi xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.